Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh trên không. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn trước kỳ thi lớp 10. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư, cũng là nhóm vấn đề cuối cùng được Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tại phiên chất vấn, nội dung liên quan đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chuyển đổi số ngành du lịch, giải pháp phát triển kinh tế đêm, du lịch đêm đã được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin hỏi Bộ trưởng, việc chuyển đổi số trong ngành du lịch vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chưa xây dựng đồng bộ hóa và liên thông cơ sở dữ liệu giữa trung ương và địa phương, giữa ngành du lịch với các ngành khác. Với trách nhiệm của mình, xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp giải quyết vấn đề này để ngành du lịch phát triển thật sự hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an và cũng đã có nhiều phiên làm việc với bộ phận đề án 06 trong vấn đề dữ liệu để tích hợp, kết nối và qua đó thì có thể là giúp cho chúng ta nhận diện, đánh giá, phân tích. Và cái thứ ba nữa là nâng cấp các cái trang web hiện có của ngành và kết nối các cái cơ sở dữ liệu dùng chung để chúng ta làm, thì trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng là riêng về chuyển đổi số thì phải Bộ Văn hóa, Thể thao cũng không thể đứng ngoài cuộc mà phải tranh thủ cái thành tựu này. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp của Bộ trưởng trong việc đổi mới cái sản phẩm du lịch đêm và lộ trình của việc thí điểm cũng như là nhân rộng trong thời gian tới. Sản phẩm du lịch về bên đêm thì nó còn phụ thuộc vào thị hiếu, tập quán này, thói quen này, nhu cầu này, và cũng có thể nói là nhiều loại khách khác nhau. Cho nên chúng ta phải phân loại, phân tầng, phân nhóm, phân hạng, rồi sau đó mới có thể có thiết kế cho các gói. Chúng tôi cũng có tìm hiểu một số cái gói sản phẩm du lịch đêm của một số quốc gia thì không phải là tất đều đưa vào xây dựng ở tất cả cái đó, mà họ cũng lựa chọn theo phân khúc của thị trường. Thời gian qua, dư luận xôn xao trước hàng loạt các vụ việc vận động viên thành tích cao, tố cáo, huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn. Những vụ việc bị phát hiện ở trên đã thể hiện mặt trái của thể thao thành tích cao. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp lâu dài để quản lý và đảm bảo không tái diễn tình trạng trên. Qua xử lý thì chúng tôi đã kỷ luật bằng phương pháp hành chính và chúng tôi cũng thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng khác để xem xét điều tra khi có dấu hiệu tội phạm đủ điều kiện thì sẽ xem xét để mà xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không có cái chuyện là bao che hay dung túng cho cái này. Vừa rồi thì chúng tôi đã cho rà soát lại. Thì giải pháp là thế này. Trước hết là chúng tôi cho bổ sung hoàn chỉnh cái quy định mà Bộ đã ban hành là quy định về quản lý đội tuyển. Trong quy định này có rất rõ từng điều khoản chương mục từ tập luyện đến công tác quản lý. Thì bây giờ phải rắc vào cái này. Và thứ hai nữa là tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm. Và thứ ba là công khai minh bạch ngay từ đầu vào là phải thông báo cho các em được bao nhiêu, chế độ tiền ăn là bao nhiêu một ngày, chế độ tiền thưởng là bao nhiêu để người ta biết được và người ta quản lý. Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trả lời câu hỏi của nhiều đại biểu liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đã tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã trả lời chất vấn liên quan đến một số nội dung như trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước, giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng đã tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.
Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông David Pekoski, Giám đốc Cơ quan An ninh Vận tải, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ với các cơ quan hàng đầu Hoa Kỳ, triển khai nhiều hoạt động hợp tác chuyên ngành trong hợp tác phòng chống khủng bố, phối hợp xử lý các vụ án hình sự, phối hợp bắt, bàn giao các đối tượng truy nã. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy ký kết hiệp định triển khai sĩ quan an ninh trên không trong năm 2024, góp phần đưa quan hệ hợp tác về lĩnh vực an ninh trên không lên tầm cao mới, xứng đáng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống khủng bố qua đường hàng không, thiết lập cơ chế trao đổi xử lý thông tin về dấu hiệu nghi vấn và các loại tội phạm, các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động khủng bố giữa các đơn vị chức năng hai nước. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông tin kinh nghiệm với các đơn vị của Bộ Công an về quy trình giám sát, kiểm tra người, phương tiện, hành lý, hàng hóa qua đường hàng không, các biện pháp kiểm soát việc lợi dụng dịch vụ hàng không để buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí, chất nổ, hệ thống kỹ thuật nhằm giám sát vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái, phương thức bảo đảm an ninh an toàn hệ thống mạng, ngăn chặn tin tặc xâm nhập trái phép, lấy thông tin dữ liệu hành khách, hoạt động phá hoại, tấn công khủng bố, chiếm quyền điều hành, quản lý hoạt động bay và quy trình ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng. Cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp. Ông David Pekoski nhấn mạnh, quan hệ song phương hai nước Hoa Kỳ-Việt Nam đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Chiều nay mùng 5 tháng 6, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã có buổi kiểm tra tại tỉnh Bắc Ninh về kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lực lượng công an, quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Công tác phối hợp được duy trì thường xuyên liên tục, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phê duyệt các kế hoạch, báo cáo phối hợp giữa hai đơn vị, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hướng dẫn cấp cơ sở trong công tác phối hợp, tham mưu ký quy chế phối hợp giữa các đơn vị cùng cấp, cùng lĩnh vực, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng tại địa phương. Trước đó, đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 03 tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, tại Buôn Xê, thị trấn Ea Súp, Công an huyện Ea Súp vừa tổ chức lễ bàn giao nhà cho 13 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn Ea Súp theo đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo ở tỉnh Đắk Lắk của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện đề án trên, huyện Ea Súp được lựa chọn triển khai xây dựng 80 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Với sự nỗ lực của công an huyện cùng các đơn vị thi công và sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện xây dựng nhà ở, đảm bảo an toàn hiệu quả. Đến nay, 80 trên 80 căn nhà trong đề án trên địa bàn huyện đã hoàn thành và bàn giao cho người sử dụng, vượt tiến độ trước 5 tháng so với mục tiêu đề ra. Quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí giám đốc quân tỉnh thì công huyện chúng tôi cũng đã chỉ đạo và các hiệp hội rất quyết tâm cao, trong vòng 60 ngày chúng tôi đã hoàn thành. Trong thời gian tới thì địa bàn huyện Súp là cái huyện nghèo, huyện biên giới, bà con rất là khó khăn, rất mong rằng là các cấp đã quan tâm rồi và quan tâm hơn nữa xây dựng thêm những số căn nhà tình nghĩa để cho bà con chỗ ăn ở yên tâm để sản xuất, và qua đó thì cũng đã để làm tốt cái công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng biên. Tại lễ bàn giao, ngoài việc nhận nhà, 13 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Ea Súp còn được chính quyền địa phương và nhà thầu trao tặng cho mỗi gia đình một suất quà chúc mừng, động viên tinh thần để các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Được hỗ trợ nhà và tặng quà trong đợt này, các hộ gia đình đã rất vui mừng bày tỏ cảm xúc của mình. Chúng tôi nghèo khổ, ngày xưa không có nhà ở, ở trật tự, nay đã có Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ lãnh đạo Công an huyện đã cho chúng tôi một cái căn nhà rất là đẹp, rất là xinh. Tôi không biết nói gì hơn và tôi thay mặt cho các gia đình và các hộ, tôi xin cảm ơn ạ. Việc hoàn thành đề án xây dựng tặng 80 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp trước thời hạn 5 tháng đã góp phần từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trước thời điểm bước vào mùa mưa ở Tây Nguyên. Từ đó củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng công an nhân dân. Tính đến nay, huyện Ea Súp là đơn vị thứ hai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đề án xây tặng 1.200 căn nhà cho người nghèo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Một cụ ông 101 tuổi ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã được cứu sống trong gang tấc sau cuộc gọi cầu cứu tới công an xã Pu Sam Cáp. Sự phản ứng nhanh của lực lượng công an xã khi sử dụng xe chuyên dụng đưa người đi cấp cứu kịp thời đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực sự là điểm tựa vững chắc của người dân. Vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 6, người dân ở bản Hồ Sì Bán, xã Pu Sam Cáp đã gọi điện thoại tới công an xã phản ánh về việc cụ ông Chan An Nhè, 101 tuổi bị khó thở. Mặc dù gia đình đã đưa cụ tới trạm y tế xã cấp cứu, song do trang thiết bị ở trạm không đáp ứng được yêu cầu và cần chuyển tuyến cấp cứu gấp. Trung tá Lý A Điểm, trưởng công an xã Pu Sam Cáp đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng ô tô chuyên dụng đến gia đình cụ Trang A Nhè và đưa cụ đi cấp cứu kịp thời tại trung tâm y tế Sìn Hồ cơ sở 2. Phản ứng nhanh chóng của lực lượng công an xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm là điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ban hành thông báo số 5714 gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo đến các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án. Vào sáng nay, tại tỉnh Kiên Giang, Tòa cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xét xử phúc thẩm vụ 70 giang hồ tại Phú Quốc hỗn chiến khiến 2 người chết và 6 người khác bị thương, xảy ra vào cuối năm 2022. Phiên xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến ngày 7 tháng 6. Vào cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 70 bị cáo, trong đó có 3 án tù chung thân, còn lại có mức án từ 6 tháng tù treo đến 20 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có kháng nghị tăng hình phạt 14 bị cáo, Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương và 9 bị cáo khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, bản án xét xử sơ thẩm tuyên án đối với 14 bị cáo này quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, chưa đủ răn đe, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Việc truy tố các bị cáo về tội giết người với tình tiết định khung có tính chất côn đồ, phạm tội có tổ chức là đúng và có cơ sở pháp lý, đảm bảo yêu cầu phòng chống tội phạm trên địa bàn và tính răn đe nghiêm khắc. Ngoài nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt, còn có 19 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cũng trong ngày hôm nay, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để điều tra xử lý nhóm người xông vào cây xăng, đuổi đánh nhân viên, gây náo loạn và làm một số người khác bị thương.
Trước đó, hơn 19 giờ ngày 2 tháng 6, khi nhân viên của một cây xăng trên đường Tạo Lực 06, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đang đổ xăng cho khách, thì một chiếc xe tải chạy vào. 6 người nhảy xuống từ trên cabin xe tải, tay cầm hung khí đuổi đánh người ở đây. Vụ việc khiến nhân viên của cây xăng bị đánh trọng thương. Ngay khi nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc xác minh, mời nhóm xe tải lên làm việc. Nguyên nhân sự việc được cơ quan công an xác định do trước đó có xảy ra mâu thuẫn với người của cây xăng. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý là chỉ trong hơn 1 tháng, tổng số tiền cá độ mà đường dây này thực hiện ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Vào sáng ngày 2 tháng 6, nhiều tổ công tác của Công an quận Thanh Khê phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Trung là đối tượng cầm đầu, Trương Đặng Vũ Phong, Hồ Ngọc Viễn và Lê Đức Tuấn cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, thu giữ tang vật gồm 1 máy tính, 6 điện thoại di động, hơn 1,16 tỷ đồng và khoảng 300 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 4 năm 2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Trung liên hệ với một người đàn ông tên Trung hiện chưa rõ lai lịch để lấy một tài khoản cá độ bóng đá, rồi chia làm 9 tài khoản cấp dưới để tự chơi cá độ và giao cho những con bạc khác cùng tham gia. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Thành phố Hà Nội yêu cầu các hội đồng thi vào lớp 10 năm 2024-2025 phải luôn đặt công tác đảm bảo an toàn an ninh lên hàng đầu. Để đảm bảo công tác này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một số điểm thi. Điểm trường Trung học phổ thông Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Với số lượng 20 phòng thi và 2 phòng dự phòng, điểm thi này sẽ thu hút 480 thí sinh dự thi tại đây. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ cơ sở vật chất cũng như cán bộ trông thi đã được nhà trường sẵn sàng. Đến thời điểm này thì cơ bản nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào 10. Cơ bản là đã đầy đủ các bộ bàn ghế về ánh sáng, nhiệt độ. Tất cả các phòng đều có điều hòa đảm bảo cho các em làm được bài thi tốt nhất. Toàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có 6 điểm thi với 131 phòng thi, thu hút 20.886 thí sinh. Ngay trong sáng nay, khi kiểm tra tại các điểm thi với trời mưa to, Ban chỉ đạo thi thành phố cũng đã kiến nghị các điểm thi lên đầy đủ các phương án bảo đảm, không để tình trạng ngập úng gây khó khăn đi lại cho các thí sinh tại các điểm thi. Việc phân luồng, giải tỏa các cái điểm hàng quán, các cái điểm tụ tập ở trên trục đường đi vào điểm thi, phân công cho lực lượng an ninh cũng như là lực lượng đô thị cấp thoát nước trực đảm bảo trong những tình huống mưa. Lực lượng đoàn thanh niên cũng sẽ hỗ trợ trong những cái tình huống mưa hoặc nắng để đảm bảo rằng là đón thí sinh vào phòng thi với một cái điều kiện tốt nhất. Theo thống kê của Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội, trên địa bàn có tổng số 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi. Kỳ thi cũng thu hút 20.000 giám thị, giáo viên trông thi. Trước kỳ thi này, ngành giáo dục đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn phòng chống gian lận thi cử cho các cán bộ trông thi. Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với ngành giáo dục đào tạo thủ đô Hà Nội tổ chức nhiều kỳ thi đảm bảo an toàn và đặc biệt là vấn đề gian lận trong thi cử. Rất là cảm ơn phòng PA03, phòng PA06 cũng đã cùng với ngành giáo dục đào tạo để phổ biến quán triệt những cái hiện tượng lạ trong quá trình mà các thí sinh làm bài, những hành vi mà gian lận trong thi cử đều được các cái hội đồng thi sớm phát hiện và xử lý kịp thời, chúng tôi đánh giá rất cao. Cũng theo Ban chỉ đạo thi của thành phố Hà Nội, với trường hợp thí sinh thi lớp 10 quên hay mất căn cước công dân sẽ được giải quyết linh động chứ không dùng VNEID để thay thế, bởi ứng dụng này nằm trong điện thoại. Theo quy chế thi, thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoặc hủy toàn bộ kết quả.